Chào mừng anh chị đến với kênh Cờ Thế Thực Chiến. Hôm nay em xin chia sẻ anh chị ba trận cờ hay của cô gái Kim Thủy. Trận này diễn ra sáng nay ngày 20 tháng 12 năm 2023. Mời anh chị xem trận đầu tiên. Kim Thủy cầm đen, thủ hậu gặp đại sư Dương Nguyên cầm đỏ đi tiên. Trận đánh rất là hấp dẫn mà anh chị thưởng thức.将军。将军。将军。将军。将军。将军。
将军。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 Xe 5 bình 8, kiếm tướng sắc cục. Trên đây thì đại sư Dương Huy buông cờ nhận thua. Mà anh chị xem ván thứ hai, kim thủy cầm đỏ đi tiên gặp chị ôm hâm cầm đen thủ hậu. Mà anh chị thưởng thức.
将军.将军.将军. Xin. 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 Xe 2 tấn 2 chiếu tướng sắc cục. Trên đây thì chị em Hâm buông cờ nhận thua, mà anh chị xem ván cuối. Từ siêu cầm đỏ đi tiên, kim thủy cầm đen thủ hậu, mà anh chị thưởng thức.
将军.将军.将军.
将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。Xe 5 tấn 4, chiếu tướng. Trên đây thì thấy chẳng có trống, từ siêu buông cờ nhận thua. Video của em cũng xin kết thúc ở đây. Cảm ơn anh chị đã xem video. Nếu anh chị thích, anh chị nhớ bấm đăng ký, bấm chuông. Em sẽ tìm video hay nhất và mới nhất để phục vụ anh chị. Xin cảm ơn anh chị. Xin chào anh chị ở đây. Hẹn gặp anh chị ở video sau.